luôn biết ơn Thượng Đế trong mọi tình huống. Không có một thứ gì mà không buông bỏ được. Tất cả đều là thói quen, bởi vì chúng ta bám vào đó quá nhiều. Khi đứng ở chỗ nào, chúng ta cứ đứng đó mãi, không muốn di chuyển. Khi gặp với người nào, chúng ta chỉ muốn giữ chặt anh ta, không muốn thay đổi. Nếu vợ chồng có được mối quan hệ tốt đẹp, thì đương nhiên họ nên chung thủy với nhau. Tuy nhiên, nếu lỡ anh ta hay cô ta chết đi, hoặc không còn yêu thương mình nữa, thì chúng ta phải duy trì cái tâm bình thường, chứ không nên đánh mất chính mình chỉ vì người đó hay vì bất cứ điều gì. Khi bị đau buồn quá, có phải chúng ta thường quên mất niềm tin không? Khi chúng ta vì một người mà bi ai quá đỗi, chúng ta sẽ quên đi là vạn vật đồng nhất thể, quên rằng bản lai vô nhất vật, quên rằng vạn vật đều cùng một nơi mà ra. Chúng ta không nên bám víu vào hình tướng một người. Khi hình tướng đó tiêu tan thì người đó sẽ đi đến một nơi khác hay chọn cho mình một hình tướng khác. Thí dụ, đôi lúc mình rất yêu thích hoa hồng hoặc một loại hoa nào đó, rồi cái hoa đó tàn úa, có phải mình cảm thấy tiếc lắm? Chúng ta không quên được và cứ ao ước là cái hoa có thể sống mãi. Nhưng nếu mỗi đóa hoa hồng đều sống mãi thì làm sao chúng ta có thêm những đóa hồng khác? Hoặc có một trái xoài xinh đẹp, chúng ta không đành lòng ăn nó. Chúng ta cứ nghĩ rằng trái xoài đẹp như vậy phải rung rinh trên cành mãi mãi, cho nên chúng ta không ăn. Tuy nhiên, nếu không ăn xoài thì hạt xoài bên trong sẽ không rớt xuống đất được. Nếu không rớt xuống đất được, đến khi cây xoài kia già đi thì chẳng những nó sẽ không sanh trái nữa, mà chúng ta cũng không có cây xoài khác để thay thế nó. Cho nên trên thế giới này, nếu chúng ta có đánh mất điều gì cũng không nên quá bi thương. Không chừng ngày mai chúng ta sẽ có được một thứ còn giá trị hơn nữa. Người Trung Hoa có câu chuyện Tái Ông Thất Mã mà quý vị đã đọc đi đọc lại gần nát sách. Vậy mà cũng chưa hiểu là trong khổ đau và tai nạn đều có điều tốt hay sao? Mỗi lần tôi đi giải phẫu hoặc bị bệnh, sự thật là được tiêu bớt nghiệp chướng rất nhiều. Tôi rất biết ơn. Điều này quý vị không tin đâu. Thậm chí đôi khi tôi nói, nếu thật là tiêu tai, tiêu nạn, tiêu nghiệp chướng được nhiều như vậy, thì hãy để tôi bệnh nhiều hơn chút nữa cũng không sao. Tôi thật sự vui. Đương nhiên khi đau bệnh, chịu không nổi, quá đau, đau đến nỗi có khi phải kêu la. Nhưng đó không có nghĩa là tôi đau buồn hoặc không vui vẻ chấp nhận tình trạng đó. Không, cho dù rất đau, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Khi bệnh hoạn là thời gian huy hoàng nhất trong đời chúng ta. Bệnh hoạn có thể tiêu trừ rất nhiều sự đen tối và nghiệp chướng nặng nề của chúng ta. Nếu mà suốt cuộc đời tôi không bị bệnh, không bị khổ, chắc tôi chịu không nổi đâu. Tôi không thể tiêu hóa hết được nghiệp chướng của chúng sanh. Cho dù là người có công đức rất lớn, cũng không thể tiêu hóa hết cùng một lúc nhiều nghiệp chướng như vậy. Từ từ còn có thể được, nhưng từ từ là đến chừng nào? Chúng sanh thì quá nhiều, từ từ thì biết khi nào mới xong. Thượng Đế có cách làm việc riêng của Ngài. Ngài có thể giúp chúng ta hóa giải nghiệp chướng. Vì Ngài đã để cho chúng ta mang nhiều rác rến như vậy, Ngài sẽ giúp chúng ta một tay, cho xe đến, cho người khác đến để khuân vác giùm hành lý của chúng ta. Cho nên khi có tai nạn, có bệnh khổ, chúng ta không nên oán than mà phải cảm ơn Thượng Đế. Không có bệnh khổ thì quả vị của chúng ta không thăng cao được, vì nghiệp chướng của chúng ta quá nhiều. Cho dù chính mình không có nghiệp chướng, thì chúng ta vẫn có nghiệp chướng của tổ tiên mình vậy. Hãy luôn cảm ơn. Tôi có thể nói tôi bệnh quá, tôi cần phải ngủ. Nhưng đôi khi không phải như vậy. Quý vị phải thiền để phục hồi nhanh hơn. Mặc dù quý vị uống thuốc này kia, quý vị vẫn thiền. Và nếu quý vị uống thuốc, ví dụ được bác sĩ cho toa trước khi uống thuốc, quý vị cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện các thiên thần chữa bệnh, các vị thần và nữ thần chữa bệnh, các hội đồng chữa lành. Nói, tôi nhận phương tiện công cụ vật chất này, nhưng chính các ngài chữa trị cho tôi. Xin các ngài cố gắng tối đa.
Đại khái như vậy nhé. Bất cứ làm gì, quý vị cũng phải luôn ý thức về sự câu thông với Thượng Đế. Đừng chỉ nhận rồi ăn. Và khi quý vị uống nước, quý vị cũng nên cảm ơn thần nước và cảm ơn các thiên thần lọc sạch nước của quý vị và khiến nó ích lợi cho quý vị. Khi ăn, quý vị cảm ơn tất cả các vị thần tiên đã chăm sóc giường tược, chăm sóc đất đai. Cảm ơn mẹ địa cầu, cảm ơn mặt trời, mặt trăng, cảm ơn tất cả. Chỉ nói xin cảm ơn tất cả những ai có liên quan trong bữa ăn ngon này. Và tôi biết ơn rất nhiều. Mong sự gia trì của các vị cũng giúp cho sự tu hành của tôi, không chỉ thân thể vật chất này. Và rồi quý vị ăn. Bất cứ làm gì, hãy luôn cảm ơn thiên đàng. Mỗi côn trùng quý vị gặp trên đường có thể nó muốn nói với quý vị điều gì đó. Hay những loài vật đến trong đời quý vị. Hay cây cối mà quý vị đang dựa vào, đôi khi cây muốn nói điều gì đó với quý vị. Chỉ là quý vị không nghe được. Nếu quý vị nghe được thì tốt, nếu quý vị không nghe thì không tốt, quá tệ. Theo khoa học, cấu trúc của phân tử nước thay đổi khi mình nói cảm ơn với nước rồi uống. Phải, họ biết điều đó. Chúng ta gia trì với sự biết ơn và toàn thể thiên đàng sẽ gia trì quý vị nhiều hơn. Dĩ nhiên, giống như khi quý vị tặng người nào vật gì đó và họ chân thành cảm ơn. Không phải quý vị cảm thấy vui hơn và lần sau muốn tặng họ thêm nhiều nữa sao? Giống như tôi tặng quý vị cái bánh nhỏ và quý vị ăn, giống như quý vị bị đói cả trăm năm rồi. Rồi tôi lấy tất cả phô mát cho quý vị và tất cả bánh mì, bất cứ gì tôi có. Vâng, có một cái cây ở phía trước nhà con. Mỗi lần con đi ra ngoài, vợ con thường yêu cầu con đốn cây đi. Cây này nằm trên mái nhà của con. Nhưng con thường xem rất nhiều giáo lý của Ngài, cho nên con nói với cô ấy rằng: Em này, nếu chúng ta đốn cây sẽ tạo rất nhiều nghiệp chướng. Sư phụ, không phải là vấn đề nghiệp chướng, nhưng đốn cây sẽ làm cây đau. Vâng, con nói anh không biết anh có thể nói chuyện với cây để cây dời đi nơi khác. Nhưng mỗi lần tọa thiền, con cầu nguyện cho cây đó có thể rút đi thần kinh của nó, vì con sắp đốn ngã cây. Rồi con nói được, sau cùng con đốn cây bởi vì cây đó rất lớn, nhưng có một cây khác ở phía sau nhà con. Cây đó thì khi con đến, con bảo giờ con, chúng ta sẽ không đốn cây này. Từ lúc chúng con nói vậy, cái cây đứng giữa nhà xe của con, căn nhà và nhà hàng xóm. Cây đó mọc khỏe và giống như là không gây ra vấn đề gì với căn nhà nào. Và khi con đi ra phía sau nhà, mỗi buổi sáng con nhìn cái cây đó, con cảm thấy vui, và cây đó như nói cảm ơn với con. Mỗi lần con đi ra ngoài con nhìn nó, thậm chí có một ngày con nói với vợ con rằng cây này rất vui, dường như cây nghe được những gì mình nói. Sư phụ, anh cảm nhận được, dù anh không nghe, anh cảm nhận được. Cây rất biết ơn. Những cây lớn càng có lực lượng nhiều hơn. Vâng. Cái cây đó đôi khi tạo tiếng động. Vậy hả? Có một ngày con nói với vợ, em có nghe cây này tạo tiếng động không? Vợ con nói có. Thế là chúng con nhìn ngay chỗ cây đang đứng. Nhưng con nghe tiếng động đó, cho nên lúc đầu con tưởng là có chim muông đậu trên ngọn cây, nhưng con không thấy bạn chim nào. Con nói à, cái cây ở đó. Sư phụ, anh đã cứu mạng nó vui, tiếng động vui. Cho nên mỗi khi ăn thứ nào như thế, quý vị cũng nên cảm ơn cây đã cho quý vị sự thưởng thức và năng lượng vật chất này trong khi quý vị chưa đủ cao để nhận năng lượng vũ trụ. Quý vị cảm ơn họ và xin lỗi về sự hy sinh của họ, và họ sẽ vui vẻ, ít ra là vậy. Cho dù họ hy sinh thân họ, họ biết quý vị biết ơn. Tôi luôn cảm ơn tất cả cây cối, thực vật và trái cây. Trái từ cây. Tôi cảm ơn cây cho trái, bất cứ gì tôi ăn. Bất cứ quý vị làm gì, cố gắng nhớ đến sự câu thông giữa muôn loài, giữa quý vị và thiên đàng và tất cả tạo vật. Không phải cảm ơn họ vì để làm họ vui, mà cũng là để quý vị luôn nhớ rằng quý vị đang sống trong sự gia trì của toàn cõi vũ trụ. Và nhớ rằng quý vị được câu thông với đấng thiêng liêng,
với linh thể của cái cây đó. Và cảm ơn tất cả các vị thần và nữ thần, nhờ họ mà cây cối hiện hữu. Thần mặt trời phải chiếu sáng lên cây, gió cần phải thổi hạt để hoa kết trái. Ông cũng cần phải chuyên chở phấn hoa để giúp đơm trái. Và mưa cần phải mang lại đủ nước. Mặt đất cần phải cung cấp đủ dưỡng chất và các vị thần tiên chăm sóc cây để cây không bị hư hại. Như vậy rau trái mới được tốt. Cho nên chúng ta mang ơn mọi người rất nhiều, hầu như mọi người, khi chúng ta ăn thứ gì đó. Vì thế lúc nào cũng phải biết ơn. Tạ ơn tất cả những gì chúng ta dùng. Luôn luôn cầu nguyện, tạ ơn trước khi quý vị ăn. Tạ ơn Thượng Đế tối cao, tạ ơn tất cả Thánh Hiền và các vị Thiên Đế bảo vệ chúng ta. Và tạ ơn tất cả những ai liên quan, chúng sinh hữu hình và vô hình, những ai giúp sản xuất thức ăn cho quý vị ăn, quần áo cho quý vị mặc, xe hơi cho quý vị lái, giày dép để bảo vệ đôi chân quý vị. Tất cả những gì chúng ta dùng, chúng ta đều tạ ơn. Tất cả những ai liên quan, hữu hình và vô hình. Bởi vì không chỉ con người làm ra thức ăn cho quý vị, còn có ong, sâu bọ và ngay cả kiến. Họ làm việc rất siêng năng cho những gì chúng ta thưởng thức. Chúng ta phải tạ ơn họ và ban phúc cho họ. Chúng sinh vô hình, họ cũng giúp. Có các nàng tiên trong giường, có thần cây nữa. Có tinh hoa của mẹ địa cầu, sự ấm áp và gia trì của mặt trời. Mỗi lần nếu tôi tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ thì hiếm khi, thật vậy, tôi không thấy mặt trời nhiều lắm. Nhất là từ khi họ làm cho tôi cái nhà di động mới, tôi không thấy mặt trời, không nhiều. Vì vậy, khi nào mở cửa sổ, tôi nhìn thấy mặt trời bị cây cối che khuất ở đằng xa. Nhưng tôi vẫn luôn luôn cảm ơn. Và khi thấy mặt trăng, tôi tạ ơn, dù hiếm khi thấy. Trước đây tôi sống ở Tây Ban Nha, tôi thấy thường xuyên hơn, vì tôi sống ở ngoài trời nhiều hơn. Và mặt trời luôn luôn hiển hiện, mặt trăng cũng thế. Bây giờ không có, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có thể thấy họ. Và khi nhớ tới thì tôi cảm ơn họ luôn luôn. Tất cả ngôi sao, các vị thần gió, các vị thần mưa, các vị thần nước, các vị thần thực vật, các vị thần cây, tất cả họ đều đóng góp gì đó, có ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta, cũng như hạnh phúc và mọi điều. Những gì họ có thể đóng góp, họ đóng góp. Cho nên, nếu chúng ta làm chút việc cho thế giới hoặc giúp tha nhân, đừng cảm thấy như đó là bổn phận, mà hãy cảm thấy như một biểu hiện của lòng biết ơn. Chúng ta nợ lẫn nhau, nếu không phải trong kiếp này, thì cũng trong nhiều kiếp khác. Biết ơn toàn vũ trụ. Luôn luôn cố gắng nhớ, khi ăn hãy cảm tạ Thượng Đế, khi uống cảm tạ Thượng Đế. Thậm chí khi đi nhà vệ sinh, hãy cảm ơn cây cối cho giấy vệ sinh. Xin lỗi, chúng ta đốn hàng tỷ cây mỗi năm, chỉ để vứt vào bồn cầu và những chuyện khác. Đâu phải tất cả giấy đều được tái chế, lúc nào cũng là cây mới. Và chúng ta dùng giấy mà không biết ơn cây cối, không cảm thấy thương tiếc cho cây cối, không cảm ơn rừng xanh, không gì cả. Mọi việc chúng ta làm ở đây, mọi thứ chúng ta có ở đây, phải là sự nhắc nhở về lòng biết ơn của mình đối với toàn vũ trụ, cho tất cả những tiện nghi, cho tất cả những tạo vật đã gia trì, giúp đỡ, hy sinh cho chúng ta mỗi ngày. Bất cứ là chúng ta làm gì cũng không bao giờ đủ để đền ơn tất cả những điều này. Cho nên hãy cầu nguyện là quý vị tu hành đủ để có thể chia sẻ một ít công đức tâm linh với các vật chung quanh. Mặt đất quý vị bước đi, không khí quý vị thở. Bầu trời dang rộng vòng tay suốt ngày cho quý vị. Ban cho quý vị những màu sắc đẹp để xoa dịu đôi mắt của quý vị và để quý vị cảm thấy rộng mở, không bị tù túng ở một nơi chật hẹp đâu đó mà quý vị có cả bầu trời. Và tất cả cây cối mang lại cho quý vị dưỡng khí, bóng mát và trái cây. Và tất cả rau cải đã ban bố sự sống của họ cho sự sống của quý vị. Mọi thứ mà chúng ta cần, từng có hay đang dùng đều nhắc nhở chúng ta về sự kết nối với vạn vật và về đấng thiêng liêng. Cho nên chúng ta cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ tất cả các vị thần
và Thượng Đế tối cao cho mọi thứ chúng ta có. Chúng ta xin lỗi mọi chúng sinh về những hư hại mà chúng ta đã gây ra hay đang gây ra cho họ, một cách vô tình hay đôi khi cố ý, vì nhu cầu, vì sự tiện nghi của chúng ta. Nhiều chúng sinh đau khổ hy sinh cho chúng ta. Hãy dùng mọi cơ hội để nhớ rằng chúng ta đang nối kết với tất cả, rằng chúng ta mang ơn thiên tánh bên trong mọi chúng sinh và cảm ơn tất cả. Đừng bao giờ quên. Đừng bao giờ quên khi quý vị ăn, khi quý vị uống, khi quý vị đi nhà vệ sinh, ngay cả khi dùng xà phòng. Nó đến từ cây cối nơi nào đó, từ cây ô liu, có lẽ là dầu dừa. Ngay cả biển tạo ra rong biển để làm xà phòng, muối từ biển hay từ mỏ. Mọi thứ được chế tạo để mang lại sự tiện nghi cho chúng ta. Vì vậy, mỗi khi sử dụng, chúng ta nên luôn nhớ tới Thượng Đế. Cảm ơn mọi chúng sinh và cảm ơn Thượng Đế. Ít nhất chúng ta phải cảm ơn Ngài. Cho dù chúng ta có tiền để mua, dù cảm thấy mình xứng đáng hưởng, cho dù những thứ này chỉ là vật dụng hàng ngày và chúng ta thậm chí không nghĩ đến, nhưng chúng ta nên dùng nó để nhắc nhở mình, để được nối kết. Đó cũng là tu hành. Tôi cũng làm vậy. Đó là lời tôi khuyên quý vị, tôi không bao giờ quên. Khi hít thở, chúng ta cũng làm hại rất nhiều chúng sinh vô hình. Cho nên mỗi ngày, nếu không thể cảm tạ vào mọi lúc, thì buổi sáng quý vị biết ơn cho một ngày đẹp đang tới và cho sự bảo vệ mình, thấy hay không thấy. Buổi tối, quý vị cảm ơn cho mọi ngày tốt đẹp đã trôi qua và cho mọi điều quý vị có khiến đời sống quý vị như thiên đàng tại thế. Cho dù đôi lúc không thoải mái nơi đây, nhưng dù vậy mọi thứ vẫn hướng về quý vị, hầu mang lại cho chúng ta sự thoải mái và làm cho đời sống của chúng ta nơi đây rất tốt đẹp. Chúng ta là nhóm người rất may mắn. Có tiền không nhất thiết là một điềm may. Chúng ta may mắn vì chúng ta có đủ để tiếp tục sống và có lực lượng tâm linh để nương tựa. Những lúc gặp rắc rối, trong lúc tuyệt vọng, nhiều người không có được một chút những gì chúng ta có, cho nên chúng ta phải luôn nhớ cảm ơn. Khi cảm ơn Đấng Thiêng Liêng, chúng ta cũng cầu thông với Đấng Thiêng Liêng, không chỉ khi chúng ta thiền. Và chúng ta phải cảm ơn thần nước, thần mưa. Chúng ta cảm ơn tất cả các vị thần. Tôi không thể cảm ơn tất cả, nhưng khi nào tôi nhớ, nếu tôi dùng nước, tôi cảm ơn thần nước. Nếu tôi dùng rau cải, tôi cảm ơn tất cả rau cải đã hy sinh vì tôi. Và cảm ơn tiên, thần đã chăm sóc rau cải, để rau cải mọc tươi tốt, thơm ngon. Cảm ơn cây đã cho tôi trái, mặc dù tôi không thấy cây đó. Nhưng qua trái, tôi cảm ơn cây đã cho tôi trái đẹp và ngon như vậy. Và tôi gia trì cây cối, tôi chia sẻ một số điểm công đức tâm linh cho sự tiến hóa của cây. Nếu vô tình làm con kiến đau hay gì đó, tôi chia sẻ điểm công đức tâm linh của tôi với họ. Mỗi ngày tôi chia sẻ với bất cứ chúng sinh nào. Và đó là cách chúng ta duy trì sự kết nối với mọi tạo vật. Và qua mọi tạo vật, chúng ta cảm tạ các vị thần, nữ thần và đấng tối cao đã tạo ra họ để giúp đỡ chúng ta. Đó cũng là thiền. Luôn nhớ tới Thượng Đế. Và qua các tạo vật, chúng ta nhớ đến đấng tạo ra họ, đấng gia trì cho họ và đấng tạo ra các đấng sáng tạo. Chúng ta cảm ơn tất cả. Mỗi ngày, tôi đều cảm ơn họ. Tôi viết trong nhật ký mỗi lần. Mỗi ngày tôi cảm ơn nhiều lần khi tôi viết xuống điểm công đức tâm linh hay những việc làm tốt hôm nay, hay những gì tôi tìm thấy, sự thần bí tâm linh mới nào đó hay gì đó, hay đẳng cấp sâu hơn về sự nối kết thiêng liêng bất cứ khi nào. Mỗi ngày tôi cảm ơn, tôi viết vô vàn cảm tạ tất cả quý vị giúp đỡ tôi. Ngay cả tôi là minh sư trên địa cầu này, tôi vẫn cần sự giúp đỡ. Nên tôi cảm ơn mọi người. Tôi cảm ơn người nấu ăn cho tôi. Tôi cảm ơn cây lúa, cảm ơn nước. Tôi cảm ơn mặt đất. Và tôi cảm ơn tất cả hộ pháp và thiên thần trên thiên đàng bảo vệ tôi mỗi ngày trong khả năng của họ.
Và tất cả các vị thần và nữ thần xuất hiện trong đời tôi, trong hình thể vật chất hay vô hình, để giúp tôi trong nhiều cách. Dù là vua cũng cần giúp đỡ. Một vị vua trị vì cả nước, nhưng vua cũng cần quân đội để bảo vệ cung điện. Vua cần người nấu bếp, nấu ăn cho ông. Cần người nào đó sửa soạn y phục cho ông. Mọi người đều cần ai đó hay thứ gì đó, cho nên chúng ta luôn giữ tinh thần biết ơn này trong tâm. Luôn luôn cảm ơn. Mỗi khi chúng ta cảm ơn, chúng ta luôn nhớ tới Thượng Đế, vì chính Thượng Đế đã sáng tạo ra họ. Ý tôi là gián tiếp tạo ra. Có lẽ vậy. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.